Các loại móng trong xây dựng thì nó thường là có những móng gì? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn các loại móng đó. Trong clip này mình nói rõ là mình chỉ nói sơ bộ là các loại móng là có những loại móng gì thôi, chứ mình không có hướng dẫn các bạn tính toán. Còn nếu các bạn muốn tính toán thì chúng ta sẽ làm những clip khác. Tại vì clip tính toán rất là khó, đó là bộ môn kết cấu nền móng công trình. Đó là một chương trình học trong đại học rất là khó. Mình xin nhắc lại, rất là khó để tính những cái móng đó. Thì trong những cái clip này á, mình chỉ hướng dẫn sơ bộ là nó có những móng gì thôi. Rồi đầu tiên thì chúng ta sẽ có cái móng đơn. Như bạn đã thấy thì móng đơn là những móng như thế này. Thì đầu tiên nó có cái gì? Nó có bê tông lót móng. Cái phần này là bê tông lót móng rồi các bạn. Phần này nè, phần ở dưới này nè. Đấy, phần ở dưới này là bê tông lót móng. Cái phần này với phần này nè, đấy người ta gọi là cái móng. Còn cái phần mà từ đây cái cổ cột từ đây là lên tới dạ dưới đà kiền á, người ta gọi là cổ móng. Rồi cái phần này nè, cái phần cái đà kiền đi ngang nè, người ta gọi là đà kiền. Đà kiền theo chiều ngắn, này đà kiền theo chiều dài nè. Rồi cái phần mà cột á, mà từ đà kiền đi lên á, thì người ta gọi là cột chứ không gọi là cổ móng nữa. Cổ móng là từ đà kiền đi xuống cái móng, là từ đây nè bạn, từ đây lên tới đây là cách này, người ta gọi là cổ móng. Mà từ đây lên tới đây người ta gọi là cổ cột. Nó phân cách nhau bằng cái đà kiền. Rồi thì bây giờ cái phần ở trên nữa mà mình không có vẽ, mình vẽ phần cái móng thôi cho đơn giản cho các bạn dễ xem. Thì các bạn đang nhìn thấy á, là chúng ta đang nhìn thấy cái móng đơn. Rồi móng đơn à, thì mình cho bạn xem cái móng đơn á, là móng kiểu thế này. Đấy à. Thì lúc này người ta chưa có đổ đặc kiện các bạn, nó mới có móng với cái cột thôi đó ạ. Này nghĩa là lúc này người ta mới đổ cái móng này với cái cột rồi thôi, chưa đổ đà kiền. Như các bạn thấy là này đang đầm nè. Đấy, sau khi mà đổ xong á thì như vậy. Ok, để sau khi đổ xong người ta lấy cái cân cốt, người ta đắp đất chỗ cân cốt cái đà kiền á, người ta thi công lót đà kiền và bô thép đà kiền, xong đổ đà kiền sau. Thì khi tiếp theo á thì chúng ta sẽ sang cái loại móng thứ hai, chính là móng băng một phương. Móng băng thì nó có hai loại các bạn, băng một phương và băng hai phương. Thì nhà chúng ta có chiều ngắn mà theo chiều này, ví dụ chiều này là 4m nha, chiều này là 4 là 3 là 12m. Nhà chúng ta là chiều ngắn là 4m và chiều dài là 12m. Thì khi mà người ta làm móng băng một phương thì người ta sẽ làm băng một phương theo chiều 4m hay là băng một phương theo chiều 12m, nghĩa là băng theo chiều ngắn hay là băng theo chiều dài á, đó là do tính toán. Rồi vậy bây giờ thì nó băng thì nó băng sao? Băng có nghĩa là sao? Các bạn thấy khi mà cái tải trọng mà chất lên cái cột này á, nó quá là nặng đi. Ví dụ bây giờ cái nhà này 3 tầng nha, một tầng á, nhà này có diện tích là 4 x 12 m², mỗi mét vuông là khoảng 1 tấn 6, và có 3 tầng đó ạ. Nhà này tổng khối lượng là 230 tấn, mà chúng ta có bao nhiêu cột? 1 2 3 4 5 6 7 8, mình chế bộ mình chia đều cho 8 thôi nha, cho nó nhanh nha, chứ không phải chia 8 thôi nha. Mỗi cái cột này nó có
nếu nhà này 4 nhà 12 á thì 4 cái cột này nè khả năng bị đè là bằng khối lượng, nghĩa là ví dụ này đè 5 tấn thì mỗi cột này bị đè 5 tấn không ạ, ý là mỗi cột này á, nó sẽ bị đè giống nhau, còn 4 cái cột viên á, là nó sẽ bị đè giống nhau, nó chịu sức nặng giống nhau. Thì mình ở đây có 8 cái thôi, tính cho nhanh đi, tính cái đó lâu lắm, tính chia đều nhanh nha. Mỗi cột này nó chịu khoảng 28 tấn rồi, tính nhanh nhanh ok. Mỗi cột này nó phải chịu 30 tấn. Thí dụ bây giờ á, với cái diện tích móng á, là chiều này là 1 mét nè các bạn. Chiều này 1 mét, chiều này 1 mét đó. Thì nó chịu 30 tấn thì nó chịu được. Ví dụ bây giờ người ta làm nhà thêm, người ta làm thêm đi là 4-5 tầng gì đó, nãy 3 tầng là chịu nổi đúng không, bây giờ ước thêm 4-5 tầng nữa thì nó chịu không nổi đúng không ạ. Với cái diện tích móng như thế này á, thì nó chịu không có nổi, cho nên là nó cái móng này nó phải bự ra. Đấy, nó phải bự ra nha, bạn nhìn xem lúc này cái móng này nó phải bự ra, bự ra thì các bạn tưởng tượng khi mà nó bự ra tới nổi maximum, tức là cái chân móng này nè, chân móng này nè, nó sẽ nối với nhau, đó mà tương tự cái này nè, nó bự ra, bự ra từ bự ra đây, đó mà cái móng này nó bự từ tới đây, này như vậy là lúc đó người ta sẽ có móng bằng, nghĩa là nó bự ra mắt hơn, bự từ từ, mà tương tự cái chân móng này nè, cái chân này nè, là giống như cái chân bình vậy, đó. Nó bự từ từ, nó bự tới nổi mà hai cái móng này nó chạm với nhau. Thì chúng ta sẽ có cái móng băng. Mình sẽ băng theo chiều này trước các bạn. Băng chiều ngắn trước và theo trục này trước. Băng đi. Rồi, băng rồi. Đó rồi. Đây. Thì lúc này cái móng này bự cái nổi cuối cùng là nó chạm với nhau thấy không? Là chúng ta sẽ có móng băng một phương. Rồi tiếp theo. Mình sẽ băng tiếp theo cái view này nha, băng từ từ cho bạn xem. Băng tiếp, ok. Rồi, còn hai view này băng luôn ha. Rồi. Rồi. Rồi bây giờ khi mà cái này là cũng băng một phương là phương chiều ngắn. Đúng không ạ? Rồi. Thì bây giờ mình sẽ băng theo chiều dài luôn. Chiều dài là theo chiều 12 mét của căn nhà này các bạn. Băng theo chiều dài thì có chiều bên đây và chiều bên đây. Đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ băng theo chiều dài. Đó. Thấy rõ mà nó đã băng theo chiều dài rồi. Rồi khi mà nó băng theo chiều dài xong á, mà thí dụ tải trọng nó càng ngày càng nặng hơn nữa, đúng không? Nó càng nặng hơn nữa thì chúng ta đã làm nó băng hai phương rồi. Cái này là băng theo chiều ngắn nè. Này, những chiều này gọi là chiều ngắn, tại theo chiều 4m là chiều ngắn đó nhà. Còn theo chiều dài là chiều 12m. Tức là móng băng theo chiều dài. Thì móng băng một phương thì có phương cạnh băng ngắn, gọi là băng một phương. Hay là băng một phương mà theo đoạn dài, người ta không gọi băng một phương. Mà như cái hình chúng ta đang thấy, người ta gọi là băng hai phương, tại vì nó có hai phương. Rồi. Tiếp theo, cái loại móng tiếp theo á là móng bè. Móng bè thì các bạn tưởng tượng đơn giản cái này nè. Những cái sàn lầu 1, lầu 2, lầu 3 cho đến lầu thứ N á là sàn bằng bê tông cốt thép đúng không ạ? Ok. Bây giờ bạn tưởng tượng cái móng này á nó trở thành một cái sàn. Nhưng cái sàn này rất là dày các bạn. Thì cái sàn bê tông cốt thép của những cái nhà bình thường á, nhà cao tầng luôn đi, thì nó dày dữ lắm là 2 tấc thôi. Nhưng mà đối với cái móng bè thì cũng là một cái sàn bằng bê tông cốt thép, nhưng mà nó dày ít nhất là 4 tấc. Nó rất là dày. Cho nên chi phí mà làm móng bè là lớn nhất trong tất cả các loại móng. Thì các bạn thấy không? Những cái chật ô trống này nè, chưa có bê tông cốt thép. Thì bây giờ mình sẽ đổ bê tông cốt thép cho những ô trống này. Tức là lúc này các bạn tưởng tượng, bạn tưởng tượng móng băng hai phương chịu không nổi nữa, bây giờ khối lượng căn nhà càng ngày càng nặng. Thì bây giờ người ta sẽ tiếp tục mở
mở rộng tới khi nào mà maximum, tức là maximum khi nào, khi mà cái ô, ba cái ô trống này nè nó không còn trống nữa, ba cái ô trống này nó được điền đầy đủ bằng bê tông cốt thép thì người ta có bóng bèn. Rồi bây giờ mình sẽ làm bóng bèn. Rồi, đúng không? Sau khi mình điền xong thì bạn thấy không? Cái móng này á, nó nhìn nó y chang như là một cái sàn bê tông cốt thép nhưng mà nó cực kỳ dày. Chiều dày mà từ đáy của cái móng lên tới cái đỉnh của cái móng ít nhất là 4 tấc. Bạn biết không, nhà cao tầng nhiều nhiều khi người ta làm cái móng nó dày 1 tấc, dày 1 mét luôn á, rất là dày. Nhà phố thì min là khoảng 4 tấc. Có nghĩa là chúng ta làm móng đơn á, khi mà khối lượng ở nhà càng ngày càng nặng, đúng không ạ? Móng đơn chịu nổi à. Khi mà khối lượng ở nhà càng ngày càng nặng thì diện tích móng càng ngày càng mở rộng. Mở rộng lần đầu tiên là theo chiều móng băng một phương theo cạnh ngắn. Đấy. Cứ mở rộng tiếp tục như vậy. Rồi. Mở tiếp tục theo phương cạnh dài. À. Mà bây giờ nó nặng nữa, nặng chịu không qua nổi nữa thì chúng ta sẽ làm tiếp tục là bóng bèn. Rồi. Thì các bạn nhìn xem. Mình sẽ nói lại bóng đơn nè. Khi mà bóng đơn đó, thì các bạn thường nhìn thấy là cái bóng đơn ở dưới bóng đơn có cọc. Đây những cái hình này các bạn thấy không? Những bóng đơn này nè, chân vịt này nè, ở dưới nó có cọc nè. Cái này cường trào hay cọc. Thì cường trào hay là cọc thì nó cũng giống nhau, có nghĩa là nó có cái phần được gọi là cọc ở phía dưới của cái móng. Thì khi mà bây giờ á, sàn truyền vô dầm, dầm truyền vô cột, cột truyền xuống móng, đúng không ạ? Rồi từ móng nó sẽ truyền xuống đất nền. Như vậy là cái đó là quy tắc truyền tải của cái nhà mà ai cũng biết. Thì bây giờ mình nói ví dụ á, đối với cái diện tích móng như thế này nè, à, đối với cái tải trọng nhà như thế thì cái móng, diện tích móng như thế này là chịu nổi rồi. Nhưng mà khi mà móng nó truyền xuống đất nền nè, thấy không, thấy không, móng đơn nè, những móng đơn người ta mới làm xong nè. Đây là cái nền phía dưới rồi bạn, nền đất phía dưới nè. À, khi cái móng này á thì nó tiếp tục truyền xuống nền đất. Mà cái nền đất này nếu mà nó yếu quá, đúng không? Nếu mà nền đất tốt á, thì chúng ta sẽ làm như thế này. Còn thí dụ bây giờ nền đất yếu nằm rất là sâu ở dưới bạn, nó nằm cực kỳ sâu luôn. Đó, thí dụ ở đây nè, ở đây là cái cốt cuối cùng của cái móng rồi, là bê tông lót móng nè. Thì ở dưới đây, thí dụ ở dưới đây á, mà cái đất nó tốt á, thì làm như vậy ok. Mà nếu á, mà cái đất á, nó xấu quá, nghĩa là đất nó yếu, đất bùn, nói chung là đất nó không chịu tải nổi á, thì chúng ta phải đóng cọc cho tất cả các móng này. Đó mà, ví dụ, mình ví dụ nha. Cái cốt của đất tốt nằm ở dưới đây nè, nó cách cả mười mấy mét nè. Không lẽ bây giờ chúng ta đem cái móng này xuống dưới đây mười mấy mét nữa. Đó mà, không ai làm vậy hết. Làm vậy là không đáng thi. Có nghĩa là các bạn tưởng tượng cái móng này nè, mình stretch, mình kéo dài xuống dưới đây. Lúc đó cái cổ móng này nè, nó dài thòn như là cái cổ hươu vậy đó, đúng không? Được chứ. Nhưng mà làm như vậy thì cái cổ móng nó sẽ rất là bự, mà thi công cực kỳ khó luôn. Nên người ta không làm vậy. Nên người ta nếu mà đất yếu á, thì người ta sẽ đóng cọc cho tất cả các móng này, đúng không ạ? Cọc, đóng cọc, ok. Thì móng đơn hay là một băng một phương, hay là một băng hai phương, hay là một bè, khi mà nó yếu thì chúng ta đều đóng cọc nó được hết. Như cái hình này các bạn thấy đâu rồi, đây, đây là móng đơn có cọc,
Rồi thì muốn bạn nha. À, thí dụ bạn thấy móng băng không? Thì móng băng như kiểu này là người ta cũng nóng đỏ ở dưới luôn. Khi mà là đất yếu là người ta nóng đỏ ở dưới các bạn. Nghĩa là trong cái diện tích này nè. Đấy, trong cái trong mặt phẳng mà hình xanh xanh này bạn mới lắc nào thấy không? Trong cái diện tích của cái hình xanh xanh này bạn đóng cọc cái đó. Cọc bên cũng khác, đóng theo diện tích này. Đóng vòng ra trong nha. Đấy. Thì bao nhiêu cọc đóng bao nhiêu cọc trong diện tích đó thì là do tính toán quy định. Cho những clip sau mình sẽ làm. Rồi bây giờ đến móng bè. Cái móng bè kiểu như thế này đúng không? Thì bạn cũng đóng cọc luôn. Đó, trong cái diện tích ở dưới nè. Xe xanh lè xanh lét ở dưới nè. Đóng cọc cho nó luôn. Đóng quá cọc, cọc bê tông cốt thép hay là cừ tràm, nói chung là gia cố nền phía dưới á. Cừ tràm hay là cốt thép thì bạn đóng cho nó. Có nghĩa là loại móng nào cũng vậy, móng đơn, móng bè, móng băng, móng gì cũng vậy. Khi mà nền đất yếu thì đóng cọc hết. Khi mà nền đất tốt thì không cần đóng cọc. Đây là móng đơn mà có cừ tràm. Cừ tràm thì cũng là cọc thôi. Đấy rồi thấy không? Móng đơn mà đóng cọc nè. Mà nhìn xem cái hình này nó kết hợp hai loại. Đây là móng đơn gốc và móng đơn chân vịt nè. Chân vịt đấy không ạ? Hai cái cột mà từ đây đến đây á, nhìn tưởng tượng nha. Hai cột này á là giống như cột này nè. Nó cũng là trong những cái móng đơn đúng không ạ? Nhưng mà chỗ này có thể là nó chịu nặng quá, chịu không nổi. Nó sẽ mở rộng diện tích móng từ. Nó mở rộng maximum tới nỗi mà hai du này nè, cột này nè, diện tích móng của hai cái đó nó chạm với nhau thì nó có móng băng nè, thấy không? Băng nè, này là băng nè, băng giống như băng qua đường vậy đó, chữ băng hay băng qua đường là móng băng, băng qua từ đây băng qua kia, đó mà là băng gì là vậy đó, ý là vậy. Đó, khi mà cái nhà nặng nữa, cái những cái móng này nè, nó mở rộng tiếp, nó mở rộng diện tích của đế móng tiếp tục tới nỗi maximum thì nó sẽ trở thành cái móng bè. Thì chi phí các bạn biết rồi, móng đơn là ít tiền nhất, móng băng một phương là ít tiền nhì, thì móng bè là nhiều tiền nhất. Rồi thì ở đây nó không có móng cọc ha. Thì đây nhìn mờ nhìn thấy không, cái này là móng đơn nè. Móng đơn có cọc. Đấy. Còn cái cách tính toán như thế nào thì chúng ta sẽ bàn những clip khác. Clip đó khó lắm các bạn, không có nói trong clip này được. Clip này hiện nay thì chắc khoảng 20 phút thôi làm sao nói được. Cái đó các bạn phải đi học đại học á, học môn kết cấu nền móng, môn công trình á, tính toán kết cấu nền công trình á. Học cả để mình nhớ, hồi đó học lâu quá quên. Nói chung học lâu lắm đó các bạn, 2-3 tháng á. Mà trước khi học 3 tháng này chúng ta phải có một kiến thức rất là vững chắc về sức bền vật liệu nè, cơ học kết cấu 1-2, cơ lý thuyết, cơ học đất, học rất là nhiều môn gọi là cơ bản để bắt đầu học môn nền móng, đúng không ạ? Giống như các bạn muốn học nhân chia thì các bạn phải học cộng trừ trước. Chứ các bạn không có học mấy cái môn kia, môn cơ sở trước á, thì làm sao để chúng ta biết được tính móng tính sao. Đó các bạn thấy không, nó băng nè, nó băng từ bên đây qua tới bên kia luôn. Cái này là chắc là băng hai chiều dài rồi, nên là băng chiều ngắn nè, có thấy không? Chiều ngắn ok, chiều dài ok. Đó, lúc này là mới làm thép nè, lúc này nó đã đổ xong rồi nè. Mà hai hình này không biết cùng cái hình không nữa. Rồi móng băng. Rồi móng bè.
bạn mình sẽ cho các bạn xem bóng bè, khác bóng bè này cũng khủng lắm á. Cái bóng bè nhìn trước mặt thôi á, tại vì nó nhiều lắm. Đây là thấy ghê gớm không? Nguyên cái này từ đây đến 1 mét đổ toàn bộ bằng bê tông cốt thép thì phải nói là nó nặng bà khó nặng luôn á. Trời ơi, cái này mà bê tông cốt thép đúng là xỉu luôn ha. Bóng bè họp chấm lúc rồi. Rồi mình sẽ cho bạn xem thép bóng băng à, bấm thép đi cho nó ra thép đó. Thép bóng băng là như thế này các bạn, nó băng từ đây qua đây, thấy không? Cái này không phải là kiềng đâu nha, cái này là thép bóng băng á, là kiềng nằm ở trên đây nè nha. Rồi anh kỹ thuật này chắc là anh đang kiểm tra nè. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo. Các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ với mình nhé.